cái 30 ngày là 3 triệu lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta, có một mình ở đâu có mang 120 ngày mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là hai nồi cơm, giờ còn có một nồi cơm nó giảm à, giảm một nồi giảm chi phí hai người nó giảm xuống, mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi, di chuyển 500 là lên đường thấp, lên được 100 sao kỳ vậy, chở đôi đi chở đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu bèo lại tiết kiệm 5,5 triệu dự phòng 2 triệu, trời ơi chi phí từng tính hết trơn hết trời, tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu, nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần bạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi anh. Vậy vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Ok phải. Dạ dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và đấy, các anh chị khán giả trong trường quay có mặt trong ngày hôm nay và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tố Nữ, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Nữ hả? Dạ, Tố Nữ làm gì Tố Nữ? Dạ em làm về chuyên về mảng planning cho một công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh ạ. Ở quận mấy? Dạ ở quận 7 ạ. À quận 7. Dạ. Trời cái tên Tố Nữ nghe tự nhiên tôi thèm khát một mít, cái trái cây gì đó. Mít mít Tố Nữ. Dạ. Tranh Tố Nữ cũng đẹp mà mít Tố Nữ cũng ngon. Rồi mời bạn trai. Em tên là Huỳnh Đình Lân, em năm nay 30 tuổi. Huỳnh gì? Huỳnh Đình Lân ạ. Tại thì em đang làm kế toán ở Sài Gòn. Thì em làm ở quận 3. Còn nhà của em thì ở Đà Lạt. Bạn gái cho biết điểm mạnh điểm yếu cho của mình đi. Dạ điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, sống hơi giản dị một chút. Ngoài những yếu tố đó ra thì nằm hết ở yếu tố còn lại ạ. Chị dạ. Ví dụ coi cái điểm dở nhất của mình là gì? Dạ chắc là hơi thẳng tính một xíu ạ. Thẳng tính là tốt, đâu có gì đâu mà mệt. Điểm dạ. Nào nữa? Em hay dùng dầu gió mỗi khi mà gặp stress hay là về vấn đề gì thì sẽ hay dùng đến nó để mà giống như là thay vì các bạn nữ thì dùng nước hoa thì em nó giống như dầu gió đúng không? Dạ đúng rồi. Nói cho em biết là chị không stress, chị cũng xài dầu gió. Cho nên cái đó cũng không phải là điểm yếu luôn. Dạ, vậy thì chắc là nằm hết ở ưu điểm rồi. Vậy là em không có điểm yếu đó. Nè nhà trai ơi, bên đây không có điểm yếu luôn. Dạ, vậy để em có điểm yếu bù vô chị. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh của em là em có tinh thần lạc quan cực kỳ tốt. Tại vì công việc của em rất là stress nên tự bản thân mình phải gọi là refresh bản thân được. Còn về điểm yếu hiện tại đó là do cái tính chất công việc á, nên cái khả năng của em là trong cái phần mà giao tiếp hay là tìm hiểu về các bạn nữ thì nó hơi có vấn đề một chút, gọi là hơi nhát một chút. Em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì chưa có cái nào gọi là chính thức cả. Chỉ có cái gần chính thức. Gần chính thức là ngồi bên kia đúng không? Dạ không, gần chính thức đây là mối này chắc chắn chính thức hả? Rồi còn bên mình thì sao nè? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có một mối tình chính thức nào hết rồi. Chắc chưa là... có luôn, trước dạ, đây chưa... cũng chưa có luôn. Chưa, do em sống hơi lý trí một xíu. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân chương trình thì cũng có một cái cơ hội cho em. Cho nên thì em nghĩ năm này sẽ cho trái tim của mình lên ngôi. Dạ. Nghĩa là em phân khúc ra từng dạ, cái gọi là giai đoạn trong cuộc đời của mình. Và bắt đầu từ hôm nay đổ đi em sẽ nhường cho con tim, đúng không nè? Dạ. Rồi, qua tôi coi dạ, trong coi mặt chàng chị... trai Đà Lạt coi sao nè. Hello dạ. Chào cưng. Em tưởng tượng đi bạn Tố Nữ bên đây sao? Chắc là Tranh Tố Nữ. Vừa là Tranh Tố Nữ vừa là Mít Tố Nữ luôn. Em muốn tìm một hình mẫu lý tưởng nào nói cho bà mối Hồng Vân biết đi. Em muốn bạn nào đó có giọng nói dễ thương. Dễ thương trong cả giọng nói và cách nói chuyện nữa. Em có thích con gái sống lý trí không? Dạ nếu sống lý trí quá thì cái mặt tình cảm của bạn sẽ bị lấn át đi. Và sẽ có nhiều quyết định nó bị ảnh hưởng. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì hai người sẽ tự tìm hiểu nhau và cố gắng. Thì em nghĩ là sẽ phù hợp thôi. Tại vì em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.
Em đã rất là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Dạ, xin thưa với ông mối, xin mời ông có thể giao lưu với nhà gái. Em nhờ anh xíu. Cái này hả? Để có ông thì thầm cái gì đó. Cái gì đây? Hả? Gì vậy? Tài chính cá nhân một tháng. Giới thiệu đàn trai. À, rồi. Tài chính nhà trai. Thu nhập cố định hàng tháng 15 triệu. Rồi. Chi phí thuê nhà 2 triệu. Rồi, còn lại 13 triệu. Chi phí ăn uống 120.000 nhân cho 3 ngày. 30 ngày là 3,6 triệu. Rồi, vậy là mua sắm chỉ có 1 triệu thôi. Rồi. Di chuyển 400.000 tiền xăng một tháng. Rồi. Chi phí khác là lanh quanh cà phê này kia 1 triệu. Rồi. Tiết kiệm 5 triệu. Rồi. Dự phòng 2 triệu. Rồi. Đó là tài chính một tháng rồi cá nhân. Tài chính sau khi kết hôn này người ta đã có cái bảng. Rồi thì đọc đi, đọc đi. Chàng trai kế toán mà. Kế hoạch chi tiêu tài chính sau khi kết hôn. Thu nhập cố định hàng tháng cũng 15 triệu. Chưa lên đó. Lương ngoài 2 triệu, à có lên. Có lương ngoài nữa làm thêm 17 triệu. Chi phí thuê nhà 4 triệu này. Có vợ rồi. À là nhân đôi hả? À, nhân đôi có vợ rồi phải cộng hơn chút xíu. Chi phí ăn uống hàng ngày 100.000 nhân cho 30 ngày là 3 triệu. Lên ha. Ủa sao kỳ vậy ta? Có một mình ở nó mang 120 ngày. Mà bây giờ có vợ nữa là còn lại có 100 là. Ủa, sao? Ừ đúng ha. Giờ tại cái này có lúc đầu là hai nồi cơm, giờ còn có một nồi cơm nó giảm à. À giảm một nồi giảm chi phí hai người nó giảm xuống. Mua sắm hai người cũng có 1 triệu thôi. Di chuyển 500 là lên được 100. Lên được 100 sao kỳ vậy? Chở đôi, đi chợ đôi thôi. Chi phí khác 1 triệu. Triệu lại. Tiết kiệm 5 triệu rưỡi. Dự phòng 2 triệu, trời ơi. Chi phí trần. Tính hết trơn hết trời. Tính hết rồi đó, cứ thế mà làm thôi. Em nói cho anh Quyền Linh biết cái cảm nhận của em về cái cách chi tiêu của gia đình bên đàn trai như thế nào. Nếu như mà cho em hỏi bạn nam bên kia một xíu. Nếu như mà nếu như mà em là một người khác với lại cái chi tiêu mà anh đã lập ra ấy, anh có sẵn lòng cùng em lập lại một cái bản kế hoạch mới được không ạ? Rất sẵn sàng luôn, em chỉ cần vạch kế hoạch rồi anh thực hiện. Dạ, vậy là em sẽ tự viết nên cái bản kế hoạch này đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ, vậy thì nhờ anh Quyền Linh cắt cái tờ giấy này vào trong túi được không ạ? Xé đi ạ. Thế hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh kia đồng ý sẽ làm theo cái bản kế hoạch của em. Xé đi, xé. Tốt phép ha. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn. Anh thấy bản này nó cũng hợp lý khi một mình thôi. Bây giờ em gái, em muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái thứ nhất thì vì chiều cao của em không có giới hạn, cho nên là em muốn một người bạn nam cao từ 1m68 trở lên. Cái thứ hai thì về ngoại hình thì ưa nhìn một xíu, đặc biệt là không được hút thuốc, cờ bạc. Có không? Dạ, không hút thuốc và không biết đánh bài. Có ý chí tiến thủ, chín chắn để quyết định, những lúc cần quyết định thì bạn sẽ là người ra quyết định. Ok. Anh thấy thích và gái rồi đó. Thôi bây giờ em trai em đi với ai? Dạ có chị họ với đồng nghiệp em. Rồi mời đại diện nhà trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả khán giả ở đây, và hai bạn ở trên sân khấu. Em là chị của Lân. Thực ra cái bản chi tiêu lúc nãy á là một cách để mà thể hiện Lân là dân kế toán thôi, chứ thật ra Lân không có tính toán như vậy đâu. Nên bạn nữ yên tâm ha. Dạ. Và hôm nay tới đây á thì Lân cũng rất là chín chắn và thực sự là rất nghiêm túc để tìm một nửa kia của Lân. Còn bạn nữ bên này á thì thật ra là chị rất là thích tính cách của em. Dạ. Rất là rõ ràng, tinh tế, chị rất là thích. Dạ, cảm ơn chị. Và chị nghĩ là Lân cũng rất là thích. Chị nghĩ là hai bạn có một cái sự matching với nhau đó. Rồi, rồi cảm ơn chị. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em ruột của em ạ. À em ruột hả? Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và tất cả mọi người ở đây. Con tên là My và con là em gái của chị hai con. Chị hai con là một người rất là sống độc lập. Chị ấy luôn là một người mà đặt mục tiêu từng năm. Cho đến năm này thì ba mẹ con cũng hối rồi. Nên là chị của con thì cũng muốn mở lòng của mình ra. Trước giờ thì con cũng không có can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị con. Chị con nói gì thì con cũng đồng ý. Nên là con tin vào quyết định của chị con. Rồi con nói sơ sơ nãy giờ con cảm nhận anh này như thế nào cho chị con nghe đi. Dạ thực sự thì con thấy anh là dân kế toán. Nên là anh rất là sống rất là có kế hoạch. Và con nghĩ là chị con chắc là sẽ cũng cần một người giống như vậy. Ừ, rồi, tốt rồi. Còn nay nhiêu rồi?
Dạ. Con nay nhiêu rồi? Dạ con 24 tuổi. 24 hả? Con nhiều chưa? Chưa. Khi nào cần lên đây gặp chú với cô Hồng Vân nha. Dạ con cảm ơn cô. Ok. Bây giờ mình đã nghe góp ý hai gia đình ha. Bây giờ thôi để hai bạn gặp nhau đi. Mở rào. Dạ, em nữa. Dạ. Bạn đọc rồi kể lại cho mình cũng được. À, dạ, em cũng có món quà tặng anh. Thì đó là một cái combo, cái cuốn nốt. Thì nó sẽ làm anh sẽ ghi những cái dự định, những cái kế hoạch trong tương lai của mình. Thì bên cạnh đó thì sẽ luôn luôn có một cái chiếc đồng hồ để mà luôn luôn nhắc nhở cái việc mà đặt mục tiêu của mình nó sẽ hoàn thành đúng cái thời gian đặt ra. À, và cái tiếp theo đó là cái sở thích của cá nhân em thôi. Thì em nghĩ nó giúp em giải tỏa stress. Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp anh giải tỏa những cái khó khăn hoặc là vướng mắc gì trong công việc cũng như là cuộc sống. Em làm đồng hồ của anh luôn được không? Dạ. Không cần có người nhắc. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ dạ. À, lúc nãy á, anh nghe nói là em là người rất là mạnh mẽ, có ý chí, có kế hoạch, mọi thứ được sắp xếp. Nhưng mà có những thứ không thể nào sắp xếp được, nhất là trong chuyện tình cảm nữa. Tại vì tình cảm nó không thể nào sử dụng lý trí được. Nên nếu như em nói em muốn mở lòng trong năm nay hoặc là năm sau gì đó, thì em đã có cái dự định gì cho việc mở lòng đó chưa? Có nghĩa là để một chút tình cảm nó lấn át lý trí của em chưa? Như em có chia sẻ đó, thì cũng như là em gái của em chia sẻ, thì ba mẹ em ở nhà cũng hối lắm rồi. À, cho nên cái việc mà năm này em quyết định cho trái tim của mình lên ngôi á, là cũng một phần là em nghĩ là em đủ chín chắn và đủ cần một người để mà ở bên cạnh mình. San sẻ những cái khó khăn cũng như là cuộc sống vui tươi của mình trong cuộc sống ạ. Tại vì dạ. Anh thấy em là người tự lập rất tốt, dạ. Có thể tự giải quyết mọi khó khăn luôn. Dạ. Em có thể kể một chút cái nào mà em đang cảm thấy khó khăn hoặc là cần anh giúp được không? Chắc là việc chi tiêu trong gia đình, thì cái đó gần như là em không giỏi cho lắm. Em lập ra cái mục tiêu cho cá nhân mình thôi. À, còn cái việc mà chi tiêu á, thì em nghĩ chắc là chương trình tìm đúng người cho em hay sao á, sẽ giúp em chi tiêu, giảm bớt chi tiêu lại một xíu. Ừ. Dạ. Anh nghĩ là chắc là các khoản chi tiêu trước đây của em chủ yếu là phục vụ cho bản thân mình hoặc là lo cho gia đình của mình. Thì anh nghĩ nó là cũng hợp lý thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Nếu anh giúp em thì có một chuyện anh sẽ giúp em, đó là mình xây cái nhà. Mình xây cái nhà. Ừ. Dạ thì vậy cho em hỏi là anh có đất rồi hay sao vậy ạ? Không, anh không có đất, nhưng anh nhìn thấy em mới thấy đồng hồ là thấy kế hoạch là anh thấy sắp rồi đó. Dạ sắp. Dạ rồi, anh có nghĩ 2 năm nữa thì anh sẽ là một người như thế nào? Anh chưa bao giờ nghĩ 2 năm nữa là người như thế nào. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc sống này anh sẽ là người sống hạnh phúc nhất với chính bản thân mình, với những người thân xung quanh mình. Đó là điều anh mong muốn. Tại vì như em nói đó, em là người sống về lý trí, còn anh thì tình cảm nhiều hơn. Và thật sự anh rất là yếu đuối trong chuyện tình cảm. Vậy cho em hỏi là sao trong 30 năm về trước á, thì anh lại không tìm một cái người bạn nữ nào để cùng anh chia sẻ? Thì cái rào cản nào để mà anh tìm một bạn nữ sẽ phù hợp với anh? Thật ra nếu nói kỹ hơn là cuộc sống trước đây á, thì anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện là sẽ lập gia đình hay là có tình cảm bất kỳ ai cả. Cho tới khi là anh thấy là mình xảy ra biến cố rồi, và anh nhận ra là mình không thể nào sống một mình được. Tại vì bản thân mình, ngoài cái chuyện là chia sẻ tình cảm, chia sẻ với người thân, thì có một điều quan trọng hơn nữa, đó là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không thể nào một người có được hạnh phúc. Dạ. Anh có câu hỏi nào không? Không, nhìn em xinh quá anh hết muốn hỏi. Vậy vậy thì chẳng lẽ em hỏi hồi. Mình tiến đến mình nắm tay cô gái để trao cảm xúc với nhau. Rồi, mình hát tặng bạn gái một bài gì đó. Bạn gái cũng vậy. Anh cũng muốn hát lắm mà giờ anh sợ hát lên là bị bể dĩ liền à. Dạ hát hay không bằng hay hát. Thôi để em hát trước hả? Dạ rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một giường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Em xin hết. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Cho anh nợ một bài nha. Dạ không sao ạ. Hiện nay trong trái tim của em đang như thế nào? Em có thể diễn tả và cảm nhận từ người đối diện như thế nào? Hãy nói rút ruột rút gan cho bạn gái nghe đi. Thực sự thì em nhận thấy đây sẽ là một người có thể giúp em tiến xa trong cuộc sống, cũng là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Còn lại thì vẫn là tùy vào quyết định của bạn. Còn mình đã quyết định rồi. Trời okay. Ơi, cái câu đáng yêu lắm luôn á.
Bây giờ hai bạn để tay vào nút bấm. Các bạn có thể đưa ra chứng kiến của mình, quyền quyết định là của mình, và bấm bằng trái tim của mình nha. Khi bấm, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Rồi, thẳng bây ra. Giờ sau 3 tiếng đếm thì chúng ta sẽ bấm hoặc không bấm nha. Dạ. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cả hội trường mừng vui đó, cả hội trường mừng vui đó. Nắm tay, bây giờ là mình có quyền nắm tay nhau rồi. Coi như ba mẹ đang xem truyền hình. Bạn nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Rồi ba mẹ của mình nữa. Đứng ở đây con xin phép bên ba mẹ của bạn gái và cũng là ba mẹ của con luôn. Thì thật sự con không dám hứa chắc là sẽ đem lại niềm vui cho bạn gái này lúc nào cũng như vậy cả. Nhưng mà con chắc chắn bạn sẽ là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh con. Nhân đây là mình xin hôn bạn ở đáng yêu vậy thôi chứ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào, chào chị Hồng Vân. Dạ, và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trương Yến Phương, em 32 tuổi, hiện tại công việc của em là một bác sĩ thú y tại Sài Gòn. Quê em thì ở Cà Mau. Quận mấy em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp gần nhà chị chút xíu, cho chị xin số điện thoại nha. Rồi. Nhà chị hai con khỉ, bốn con chó. Chị phải gặp em mới được. Dạ, sẽ có ưu đãi đặc biệt chị. Mời em trai. Rồi đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào bạn nữ dễ thương bên kia và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Khánh Linh. Em năm nay là 32 tuổi và em đang làm designer, thiết kế đồ họa. Em Khánh Linh hả? Dạ vâng. Tên men quá ta. Tại ngày xưa mẹ em cầu con gái mà đẻ ra con trai rồi vẫn giới thiệu với em anh là Huyền Linh. Dạ. Khánh một người Linh là Huyền Linh, Linh. Dạ. Một người là Khánh Linh. Hai chị em. Dạ. Gì hai chị em? Thì chứ gì nữa, Thí Dân Thí Kiều đó. Thì này là Khánh Linh, Quyền Linh. Tên rất là đẹp nữ luôn. Dạ, sao? Sao? Men thôi em hả? Dạ đúng rồi. Hai. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á, thì theo nhiều người nhận xét á, em là một người hiền. Nhưng mà em cảm thấy em không có hiền. Chỉ là em nhường nhịn thôi. Còn những chuyện mà cần thiết thì em thể hiện cho mình. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ một xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói. Thì Linh ơi, Khánh Linh ơi. Dạ em đây ạ. Em nói về ưu khuyết điểm của em đi nào. Dạ về ưu điểm của em thì em không tứ đổ tường, biết nấu ăn, biết chụp hình. Và đặc biệt là em thích quan tâm và chăm sóc cho người yêu. Hay quá. Em có thích thú vật không? Dạ trước nhà em nuôi mèo, một con mèo. Nhưng mà do mẹ em bị hô hấp cho nên em mới phải chuyển nhượng qua cho bạn em 4 tuần rồi. Em có tật xấu gì không? Là khuyết điểm của em thì em kiểu như là hơi nóng tính và bộc chộp một xíu. Nhưng mà hiện tại thì em đang cố sửa bằng cái em đang đi học thiền. Học thiền, dạ. Tốt rồi, rồi. Mình có mấy mối tình rồi Khánh Linh? Em thì có 4 mối tình đơn phương và 2 mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời? Dạ. 2 mối tình chính thức, mối tình dài nhất là bao lâu? Là 6 tháng. 6 tháng trời ơi. Dài dữ vậy. Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Dạ cũng 4-5 tháng. Trời ơi sao nó quen 5-6 tháng không vậy trời. Chào em. Dạ. Sao tự nhiên đơn phương tới 4 người dữ vậy? Dạ thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm. Lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. Còn 3 mối tình kia thì em có nói nhưng mà tự như là xin lỗi chỉ là bạn bè thôi. Thì đường tình trắc trở ha. Trắc trở vậy. Đường tình gió cuốn. Ừ. Rồi nhưng mà hai cái người trực diện đó thì lý do gì mà có mấy tháng? Mối tình đầu tiên của em thì lúc đó em quen năm 29 tuổi. Bạn đó thì lúc đó cũng còn khá trẻ, 21 tuổi thôi. Đó mới là mối tình đầu tiên của em thì lúc đó giống như kiểu như là tấm chiếu chưa từng trải gì. Thì chưa từng trải đời cho nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm. Thì nên có nhiều cái khúc mắc cho nên rồi thôi là nghĩ dạ. Con chia tay. Còn bạn thứ hai thì do là em yêu xa. Yêu xa. Dạ vâng. Bây giờ cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để yêu chưa nè? Nói là đủ kinh nghiệm thì không ai dám khẳng định quá nhưng em ra là chắc chưa là đủ đâu. Nghĩa là em đang cố gắng em sửa hết những cái lỗi mà ngày xưa em đã rồi. Phương có mấy mối tình rồi?
Dạ, chính thức là em có 2 mối tình ạ. Mối tình lâu nhất của em thì được 4 năm. Về định hướng cuộc sống với công việc không phù hợp cho nên là chia tay. Mối tình mới gần đây nhất thì là chia tay được bao lâu rồi cưng? Dạ, gần 1 năm mà. Bạn Khánh Linh bên đây á, cái tên thì rất là mềm mại nhưng mà nhìn thì rất là đàn ông, giống như là bạn Huyền Linh vậy. Huyền nha mọi người chứ không phải Huyền đâu nha. Linh. Hả? Khánh Linh nè. Dạ. Về Khánh Linh, tưởng tượng coi bên đây sao? Em nghĩ bạn khá là hiền. Rồi, sao nữa về ngoại hình? Em... mẫu hình lý tưởng đó. Thì chỉ cần bạn trắng và dễ nhìn xíu được rồi. Biết cách đối nhân xử thế là được. Biết trước biết sau với mọi người là được. Chứ không cần gì khác. 1m4 được không? Cũng được, nếu mà hợp nhau thì vẫn được. Được luôn đúng không? Dạ, đúng. Rồi xin mời ông mối. Qua tôi coi nhà gái coi. Dạ em chào anh ạ. À chào em gái. À có đồng điếu nữa ha. Dạ thưa ông Cắn ha. Tôi tức ông ghê á. Ông phải để cho bên thấy người đẹp ta hồi tôi nói liền ta bể tim ra. Em gái có thể diễn tả được cái hình tượng của người yêu lý tưởng của em hay không? Dạ về người yêu lý tưởng thì em chỉ cần là anh ấy dễ nhìn là được. Cơ thể khỏe mạnh. Còn về tính cách thì em mong muốn là một người trưởng thành, như suy nghĩ chín chắn nhưng mà cởi mở. Cơ thể khỏe mạnh chứ nhìn mà yếu không được đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên Khánh Linh nó mất hồn á, giờ phải nói liền. Không, anh này dễ nhìn lắm. Nước da ngâm ngâm chút xíu nhưng mà nhìn cũng có duyên. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ em không thích nhất là đàn ông mà hay tính những chuyện lọc vặt á anh. Sao bữa nay em lên đây vậy? Em dạ. Tham gia chương trình này tại em xinh xắn quá mà. Dạ tại vì em cũng có một người bạn đã từng tham gia chương trình này rồi. Và hai bạn ấy chuẩn bị cưới nhau. Cho nên đó là động lực để em lên đây. À đó sắp cưới nhau bạn kìa. Bạn cưới nhau hả? Tập mấy vậy? Bạn ấy là... Tên là gì? Tên Đào anh. Đào Hoa. Hoa Đào. Cũng tập gần đây. 582 Hoa với Đào đúng không? Dạ. Để chuẩn bị cưới nhau rồi hả? Dạ. Rồi chúc mừng. Anh nghe cưới là anh mừng rồi đó. Hy vọng rằng em cũng sẽ nối gót theo bạn em nha. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân bên, đi. Hai họ cái đi. Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái họ em. Em gái họ hả? Dạ. Rồi sẽ gặp em gái họ. Rồi gái em họ gái họ đẹp quá. Gái quá vậy. Có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. À có rồi. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Nói về anh Linh thì anh Linh chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng tính và bạo thủ một chút. Nhưng mà khi mà được người khác nói và tiếp ý kiến thì anh biết tiếp thu và thay đổi được. Còn lại là một người rất là tốt bụng. Em thấy chị gái này thì rất là xinh. Và về cái cách nói chuyện thì em nghĩ là sẽ có thể cải thiện được một số cái tính xấu của anh Linh. Rồi, rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân em và một bé em ạ. Bạn thân và một người em hả? Dạ. Rồi. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Và xin chào toàn thể quý khán giả ở đài truyền hình và các bạn đang xem đài ạ. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi là anh quê quán ở đâu anh? Anh là quê ở Bắc Ninh, đồng hương với chị Hồng Vân đấy. À, Bắc Ninh à? Dạ vâng. Ôi, dài Bắc Ninh thì nhưng hơi mà... bị giỏi đấy. Ừ. Dạ. Trời ơi. Lâu lâu tôi mới có được người đồng hương, chứ còn ông Linh là thường xuyên luôn. Đồng hương với ông Linh nhiều lắm. Bắc Ninh giờ chị mới gặp được đó. Dạ. Rồi, sao nữa nè? Anh em ơi, hỏi gì nữa nè? Em hỏi hiện tại anh đang ở thành phố không anh? Anh vào trong Sài Gòn từ năm 99 rồi. Nhà anh đang Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Cũng sát bên chị em. Dạ, vậy em cũng vui, cũng mừng giùm chị. Dạ, anh ơi, cho em hỏi thêm là chị em làm nghề thú y đó. Thì mẹ của anh cũng đang bị bệnh như vậy. Anh có chịu cái nghề của chị em không? Chị đâu có làm tại nhà đâu. Đâu có làm nhưng tại mà nhà mà lỡ như chị đó muốn mở tại nhà thì sao anh? Anh nghĩ là có sẽ có giải pháp để mà không có làm ảnh hưởng đến hô hấp của mẹ anh. Dạ, anh, chị Phương ơi, em thấy anh này cũng được đó chị. Dạ em thấy là hai người nên tạo cơ hội cho mình trước đi rồi mình về mình tìm hiểu sau. Dạ rồi em xin hết. Rồi trời, em mà gái, lo nói chuyện rất là chín chắn nha. Ờ rất lo là người lớn nha ha. Thôi mở rào đi ông ơi tôi nôn mở lắm rồi rào. Chào. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có một món quà gửi tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em khá là dễ thương và có giọng nói rất là dễ nghe.
Dạ em cảm ơn. À, anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này và đúng không ạ? Anh vào đây từ năm 99 thôi. À. 21 năm. Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi. Còn cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này thì có một điều là chắc chắn là sẽ sống với mẹ anh luôn. Dạ. Bởi vì nhà anh có hai mẹ con thôi nên là anh không thể nào mà sống ở riêng được. À. À. Chỉ có hai mẹ con, ba anh thì như thế nào ạ? Nhà anh, ba mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ rồi. Vậy thì phải làm dâu đó, em gái nghĩ sao? Vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ. Yên tâm, mẹ anh thích con gái. Dạ. Nhìn cái tên của anh là biết rồi. Mẹ thích con mẹ gái. Mẹ anh từng nói là có dâu sẽ cưng hơn là anh. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi. À, theo em thì trong quan hệ hôn nhân gia đình á, thì hai người cần phải có bốn điều sau, đó là đầu tiên là chung thủy, thứ hai là sự cảm thông, và thứ ba là sự tôn trọng, và cuối cùng là trách nhiệm. Còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái, vui vẻ, và mọi vấn đề thì mình nên nói trước với nhau, để nếu như có vấn đề gì mình sẽ giải quyết từ đầu, nó không có dồn nén sau này khó giải quyết. Cho nên tiêu chí đầu tiên của em là phải vui vẻ và thoải mái. Bạn gái nội trợ không có tốt đó, em có... Em hỗ trợ không? Em được cả là em biết nấu ăn từ năm 7 tuổi rồi, 25 năm kinh nghiệm. Và em cũng hay nấu ăn cho bạn bè, người thân ăn. Vậy là tốt rồi. Em không có quan trọng việc là ai sẽ là người nấu, chỉ quan trọng là mình có làm cùng nhau hay không. Cả hai cùng đứng dậy nào, cho ta tiến tới. À đấy, có thể nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc. Hãy nhìn vào nhau, trao nhau một câu chuyện nào đó hay một bài hát nào đó. Em xin hát một đoạn của bài Tâm sự tuổi 30. Mặc dù em hơn 30 tuổi rồi. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Khoan khoan cho em nghe lại nhé. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Trời ơi, cho quá thôi được rồi. Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau và mình nói tất cả những cái gì mà nó đang xuất phát từ trái tim của mình được rồi. Hôm nay là chúng mình tới đây là gặp được nhau là lá là có duyên rồi, thì hy vọng sau này mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và nếu được thì có thể đến xa hơn. À, nói chung á thì em lên đây thì cũng là muốn tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân. Rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Hãy sống trong cảm xúc từ nãy giờ để xem một nửa mảnh ghép của mình có phải là ở đây không. Nếu đúng chúng ta bấm ngay nút đó. Nếu không, không cần bấm. 1 2 3 hết thời gian. Em bấm luôn. Dạ. Ngược lại với cặp đôi ban đầu, lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em nhìn bạn có vẻ là trẻ quá. Mà trong suy nghĩ của em thì em tưởng tượng là bạn ấy của em sẽ trưởng thành hơn một tí. Em muốn một người trưởng thành hơn như thế. Dạ. Thực sự bạn này cũng trưởng thành rồi đó chứ. Anh nghĩ rằng là bạn rất là vững vàng luôn đấy. Thôi, đó là cảm xúc của em. Và khi con tim chưa rung động thì chúng ta cũng không cần bấm. Điều này chúng tôi rất là tôn trọng và trân trọng điều đó. Yeah. Một chút gì đó rất nuối tiếc. Nhưng không sao. Rồi đây, hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với các bạn nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hè dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màn lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ hợp với em điều. Kìa, hãy thông báo cho quý vị. Dạ, chào dạ. Anh khỏe không? Khỏe lắm ạ. Anh là tính tới thời điểm này thì anh ly hôn 5 năm rồi đúng không? 5 năm rồi. Vậy trong 5 năm đó anh không yêu ai hết sao? Mình trước tiên mình nghĩ là đã lấy nhau thì vấn đề con cái nó phải liên quan tới, phải có, rõ ràng phải có. Nói một câu rõ ràng phải có. Thì cái cuộc sống mình chưa đảm bảo được thì mình lấy, lại bỏ nhau nữa là rốt cuộc là tội ai, là dạ. Con cái mình. Thì bây giờ mình cảm thấy cuộc sống mình nó có một chút gì đó đảm bảo cho người mình yêu, cho cái gia đình của mình.
thì mình nghĩ là sắp đi. Chứ mình không có vớ vẩn, không có lung tung tăng tan gì. Tức là không vớ vẩn khi vào một mối quan hệ là nghiêm túc chứ không hề vớ vẩn. Đúng rồi. À, rồi hiện tại bây giờ là anh có hai cháu, và hai cháu là ở cùng mẹ. À, cùng mẹ. À, là mình có lâu lâu thăm con không? À, có, cái thứ đó là con cái mình, có lẽ là mình phải liên lạc và thăm. Dạ. Chứ. Nhưng mà tức là gần không? Hai cháu ở gần với anh không? À, thì cũng không xa lắm đâu. Dạ. Mẹ mới lấy Hàn Quốc được 2 năm nay thì mẹ nó bàn với em thì thôi để cho con và hai anh em cứ ở với nhau cho nó vui. Thì mình thấy hợp tình hợp lý thôi. À, à. Tức là bây giờ hai cháu đang ở Hàn Quốc với mẹ. Không, lấy chồng Hàn Quốc. À thì mẹ lấy chồng Hàn Quốc. À. Hai cháu làm ở... việc tại Việt Nam. À, may quá, em tưởng là đi Hàn Quốc rồi. Cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ? Nói về người phụ nữ thì mình có cảm nhận như thế này nè. Mình mong muốn cô ấy sống cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Ví dụ cô ấy có nóng tính thì bản thân mình cũng có thể kiềm chế được. Dạ. Nghĩa đó là người vợ của mình. Tại sao mình hắt hủi hoặc mình đánh đập cô ấy? Ví dụ như thế. Không được. Đó là người hàng đêm mình ở bên cô ấy. Có lẽ là mình nên trân trọng đó. Và những lúc nào mà sai trái, có lẽ là mình để thời gian lúc nào đó cảm thấy hai vợ chồng á ngồi rồi, hòa thuận rồi, vui vẻ rồi, mình lúc đó mình tâm sự cũng không sao. Dạ. Dạ. Tức là tất nhiên là anh có đã từng kết hôn. Dạ. Nên trong cái chuyện vợ chồng cư xử hoặc là mâu thuẫn như thế nào á thì anh chắc chắn là phải có kinh nghiệm rồi. Nhưng điều em muốn hỏi đây là điều anh không thích cái tính gì ở phụ nữ, ví dụ nhiều chuyện hoặc là ví dụ hay càm ràm, rồi ví dụ lăng nhăng, không chung thủy. Cái riêng em thì em đã xác định đến đây thì em có cảm nhận là mình lấy một người vợ chung thủy mà sống với mình suốt đời. Dạ. Chứ không phải là lấy mình lăng nhăng rồi giang dở nữa. Chính bản thân một người đàn ông, một người phụ nữ bây giờ lớn trưởng thành rồi, thật sự không có khổ, không có khổ gì đâu. Nếu mà lấy nhau thì tội con cái thôi. Dạ. Mình lo nhất là cái vấn đề đó. Còn riêng bản thân mình, với chỗ nào là mình sống chỗ đó chứ không sao hết. Dạ. Nhưng mà con cái là người ảnh hưởng rất là nhiều. Cái mẫu hình lý tưởng của anh về ngoại hình mà anh mong muốn là như thế nào? Cao rồi thấp, mập hay ốm, tóc dài hay tóc ngắn, xăm mình riêng, hay không xăm riêng mình? Vấn đề thì có lẽ là xăm mình thì mình cũng không thích lắm, nhưng mà vấn đề là cao thì 1m55 trở lên. Dạ. Cảm thấy dễ coi, nhìn là được rồi. Dạ, như vậy thôi anh. Tính tình hòa đồng, nói chung là biết đối xử cha mẹ cũng vậy, hai bên đều. Dạ. Anh có phải là tiếp là ông hay ghen không? Nếu nói là ghen thì làm sao mà, tất nhiên cuộc sống vợ chồng thì không ai nói là không ghen. Dạ. Được, nhưng mà phải ghen ở lý do như thế nào đó. Mình muốn giữ hạnh phúc cho gia đình mình thì mình phải làm sao để tan hòa tình cảm. Là một người đàn ông cũng có nhiều lý do ghen lắm, mình phải tan hòa nó như thế nào. Dạ. Nếu mà được nói về hai từ thôi về bản thân mình, anh sẽ nói từ gì? Nói chung là cũng được. Cũng được. Em không thích hai từ đó. Mình là cũng là được, không được là không được, không có cũng được. Nói chung bản thân, nói về bản thân mình thì mình nói là ok, tốt. Ok, tốt. Thôi vậy. Anh có kế hoạch tài chính gì cho hôn nhân sắp tới không? Cái vấn đề tài chính thì nói chung cái đám cưới thì nó cũng không có vấn đề nó cao cả lắm đâu. Nó cũng bình thường thôi. Dạ. Nói chung thì có mẹ mình cũng ở đây, chúng mình cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Dạ, rồi. Có đất nhà mình, có đất thì chưa có nhà, nhà cửa thì đó là cưới vợ sẽ xây nhà. Tại vì chưa có vợ mà xây nhà thì mình ở với ai, cảm thấy nó buồn lắm. Dạ. Dạ. Tức là bây giờ sẵn đã có đất luôn ngay thì sẵn. Nếu mà cưới vợ về là xây nhà lên. Dạ. Rồi cụ thể là vậy đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Từ nãy tới giờ em cố gắng khai thác rất là nhiều, chắc chị cũng nghe em. Ha. Dạ. Chị nghe ảnh chia sẻ thì chị cảm thấy như thế nào? Chị thấy ảnh cũng cũng thật lòng, chị nghe cũng rất là chân thành những cái suy nghĩ của anh nói thật. Anh thấy anh cũng được, là anh nghĩ anh cũng được, anh nó cũng được, là anh có thể chia sẻ thật cái lòng anh. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chắc là mình phải gặp người thân của hai bên để xem thử như nào. Hôm nay chị Hương, chị tới đây chị đi với ai? Chị đi với lại đại gia đình yêu thương của chị ngồi đây. Một bạn rất là thân, chơi với nhau 20 năm và mấy đứa em làm công ty của chị tới đây ủng hộ chị gái. Dạ, em xin chào người nhà của chị Hương. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và cùng với tất cả các quý khán giả ở đây. Em tên Thảo, em làm hiện tại là bạn của chị Hương. Chào em. Dạ. Em có một đôi điều nhận xét về anh bên đây. Thì em thấy anh này là rất là hiền và thấy là chững chạc. Và thấy là có một cái sở thích đó là dance, là nhảy, là giống với chị Hương. Chị Hương cũng rất là thích nhảy. Dạ. Em nghĩ là hai anh chị về có thể là khiêu vũ được với nhau. Dạ, cảm ơn dạ. Chị rất nhiều. Và tiếp theo là em thấy anh đã có trải qua một mối tình rồi, thì em nghĩ anh đã có chín chắn và có nhiều kinh nghiệm rồi, thì em nghĩ là qua đợt tiếp theo này là anh sẽ rất là tốt để bồi đắp cho cái mối hôn nhân tiếp theo này, và anh nghiêm túc. Dạ, thì dạ. Em thấy là chị Hương với anh á thì cái mặt á có tính phu thê, có gì đó nét giống nhau. Dạ, thì em muốn á là hai anh chị có thể là bấm chuông để cho nhau cơ hội, sau đó thì mình có thể tiếp tục tìm hiểu. Dạ, dạ cảm ơn. Xin chị hết ạ. Cảm ơn. Đây bấm nút thôi chứ không phải bấm chuông. Bấm chuông giống Lan và Điệp.
Rồi, cảm ơn em gái. Nhưng mà một lời chia sẻ rất là chân thành, ha. Một lời chia sẻ rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ gặp bên đàn trai. Có lẽ là em xin kể về một câu chuyện của gia đình nhà em, bố mẹ. Xong rồi đó em sẽ giới thiệu cùng mẹ của em. Em xin phép kể một câu chuyện một xíu được không ạ? Được. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Ba tôi có sốt và mẹ tôi có nấu một nồi cháo cho ba tôi ăn. Trong nồi cháo đó bỏ hành ngò thơm lắm, tầm bụng tôi cũng thấy nồng nao. Mẹ tôi bê lên cho ba cho tôi, nói là anh nhà anh chị ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe. Ba tôi đang sốt mà cảm thấy mệt mỏi quá nên quay mặt vào tường, nhưng mẹ tôi vẫn đứng im và cầm tô cháo đứng đó, mà không hiểu tại sao mà ba tôi lại quay lại nhìn mẹ tôi. Và bố tôi đang thấy mẹ tôi đang đứng đó, và bố tôi bật người dậy nhìn thấy mẹ tôi thương quá. Anh cảm ơn em đã hy sinh tất cả cho cái gia đình này và anh yêu em. Và bố tôi ôm mẹ tôi, và có lẽ là giọt lệ của bố mẹ tôi đã rơi. Là một người con, mình cảm thấy như vậy mình có thấy hạnh phúc không? Mình không phải là sắt đá, mình là bằng da bằng thịt, có dòng máu, mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đó là tấm gương để cho mình nói theo. Và mình tin chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Và cảm ơn chương trình, cảm ơn chẳng có tay được ạ. Và bữa này ngày hôm nay mình đi là có từ mẹ, có mẹ và mình, mẹ ruột của mình và em gái kế út, là xin giới thiệu với chương trình. Rồi, dạ. Cảm ơn câu chuyện của em. Xin mời bác gái ạ. Mời bác gái. Mình nãy giờ mình theo dõi câu chuyện bây giờ theo dõi câu chuyện giữa hai người đó, mình thấy sao? Xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào cô Nam Thư và chào tất cả anh chị em có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lời chào thân thương nhất. Dạ, chào cô ạ. Và sau đây tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thị Lực, là mẹ của cháu Tiến. Tôi ở Minh Hưng, Trân Thành, Bình Phước. Hôm nay được con báo tin là hôm nay xuống trường quay ngày hôm nay để nói chung là tìm được một, rất là mong muốn tìm được một con dâu hiếu thảo, thì mẹ rất là mừng. Thì dù đường xa nhưng mẹ và em không quản, và rất là trông, xuống từ khi trưa mà nói chung là cũng mệt, nhưng mà rất là trông mong cho đến giờ phút này. Thì bây giờ đã đến thì mẹ thấy như vậy mẹ rất mừng. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nói về tình hình về bên con trai tôi một chút. Về Tiến là người con rất hiếu thảo, hiền, đầm tính, hơi ít nói, nhưng mà sống rất hòa đồng với anh chị em và xã hội bên ngoài. Còn nhược điểm của anh ta là cái khâu tán gái rất là kém. Bác ơi, bác nhận xét như thế nào? Bác cảm thấy chị Hương đây như thế nào? Còn về bạn gái của bên này thì tôi nhận xét là cũng xinh gái. Dạ. Thấy cũng hoạt bát, nhanh nhẹn. Dạ. Và thấy cũng hòa đồng, niềm nở, vui, mặt cũng tươi. Thấy trên khuôn mặt cũng nhìn thấy là thấy phúc hậu. Dạ. Thế thì cô cũng mong cho con và cháu sớm được tìm được đến nhau, và trái tim sẽ rung động thì bấm chuông. Đấy. Xin hết ạ. Đây, gặp em gái chúc đi. Em gái của Tiến hả? Xin chào chú Huyền Linh và chị Đen Thư và tất cả quý vị khán giả ở trường quay, và em chào chị ạ. Em thì em có một cảm nhận là chị rất là dễ thương. Thì em thấy nếu như anh chị mà khi gặp nhau á, mà cảm thấy mà trái tim mình mà có thể rung động á, thì nên cho nhau một cơ hội. Tại vì chị có một nụ cười rất là tỏa nắng. Cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn hai bên gia đình. Dạ, tất cả những lời góp ý. Chị muốn nghe thêm ý kiến của em trai chị là Hoàng Thông. Hoàng Thông cho chị ý kiến đi con. Bên nhà gái em trai chị hả? Không, em đồng nghiệp nhưng mà em là Thông. Dạ, em là đồng nghiệp của chị Hương. Thì em PR cho chị của em một xíu. Chị của em là người rất là tinh tế nha. Có nghĩa là trong công việc thì khi tụi em làm việc với khách hàng mà, nên là khách hàng hay complain là hay phàn nàn về tụi em á, thì chị Hương lúc nào cũng là người động viên của tất cả mọi người hết. Còn về sự theo đuổi nha, chị Hương nói với em là chị đó rất là nhiều người theo đuổi. Dạ, nhưng mà theo đuổi làm gì thì em không biết. Dạ. Còn về thằng trai thì em thấy ảnh khá chững chạc, ảnh có tạng người tương đương với chị Hương, đẹp đôi vừa lứa. Em thấy gu thời trang là bá cháy rồi chị Hương, đẹp
nhìn vô là thấy sang rồi chị Hương. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi, nãy giờ hai bên đã trao đổi qua cái hàng rào ha, tôi đang nghe góp ý của những người thân hết rồi. Vấn đề quan trọng là hai trái tim các bạn có rung động hay không. Chúng ta sẽ gặp nhau ngay bây giờ. Mở rào. Bắt đầu đi Tiến. Yeah. Chào em, cảm ơn quà tặng em. Cảm ơn anh. Nhìn em cũng xinh lắm. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nha. À, em cũng có. Rồi, ok. Em cũng có gửi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Đấy, chị mình bỏ đây. Đó. À, theo em cảm nhận anh nghĩ về anh như thế nào? Anh cảm nhận về em như thế nào? Em là một cô bé, có lẽ là cũng xinh xắn. Dạ, dễ thương. Anh cũng có một cái gì đó nó thật ấn tượng. Có lẽ bây giờ mình nói yêu thì có lẽ là hơi sớm, nhưng mình cảm nghĩ là mình đã rung động. Cảm ơn em. Sở thích của anh là gì? Anh thì thích ăn ban, thích ăn đồ hải sản chua, hoặc những món ăn cơm nóng. Anh thích ăn cơm nóng lắm. Tại sao không hiểu tại sao anh mỗi lần về nhà anh thích ăn cơm vừa nóng xong á, mình ăn cảm thấy nó ấm cúng lắm. Ừ. Lại thích màu thì mình thích màu trắng. Lý do là sao thích màu trắng? Có một lần mình đi tình cờ ở ngoài đường hàng nhỏ đó, mình đi dưới hàng cây uống sữa, cái sữa gì uống sữa đó, mình thấy bông trắng nó có thêm một chút xíu nào xanh xanh, mình cảm gợi cho mình cảm giác nó ấm cúng mà nó cảm thấy nó thoải mái lắm. Hai anh chị mình hãy nói về bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào, một tuần gặp nhau bao nhiêu lần nè, rồi mình nói chuyện về tương lai, rồi là nếu bước tới thì kế hoạch như thế nào, sinh con như thế nào. Mình cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau. Em có gì mà hỏi anh không? Kế hoạch của anh như thế nào trong tương lai? Anh muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có một người vợ biết yêu thương chồng, giản dị thôi cũng được, mà biết làm ăn là anh mừng rồi. Anh cũng không cần phải đòi hỏi nhiều. Nãy em có nghe anh chia sẻ là anh có hai bé, mà hai bé đang còn sống với mẹ ở Hàn Quốc. Thì anh có hay liên hệ với con? Cũng có. Cái chuyện con cái thì lâu lâu mình phải liên lạc, mình hỏi thăm anh như thế nào. Tại mẹ cũng lấy chồng 2 năm rồi. Mình nói về chuyện hẹn hò đi. Ví dụ một tuần có thể dành cho nhau bao nhiêu thời gian đó? Công việc của anh thì có lẽ là thứ bảy hàng chủ nhật thì anh có thể gặp em được. Đấy, cũng không xa, từ Bình Dương mà lên trên này, Tân Bình thì cũng không xa. Anh đã chung với gia đình hả? Hả? Anh đã chung với gia đình ba mẹ hả? Hay là anh ở riêng? Anh ở riêng tại làm việc trên này mà. Ba mẹ anh thì ở Bình Phước. Anh ở riêng trên này làm công việc trên này. Anh làm công ty nào? Anh làm công ty xây dựng. Tài xế, nhưng mà anh cũng, nói chung là anh cũng đầu tư, thấy chỗ nào mà cảm thấy nó được thì anh đầu tư vô vậy mà. Chứ là anh cũng muốn có một người vợ mang đến cho mình hạnh phúc. Với lại con cái thì có lẽ là tất nhiên lấy nhau thì phải có con mà, đúng không? Anh thì cũng muốn trai cũng được, gái cũng được, không có sao hết, nhưng mà phải có con để gắn kết tình cảm của hai vợ chồng. Còn theo em thì anh nghĩ về anh như thế nào? Em phải nói đi chứ. Anh thấy em cũng lãng mạn, cũng được á, em nói là cũng được, mà thấy anh rất là anh thương gia đình. Anh có một câu nói như thế này nè. Em à, nếu lúc em buồn em có thể dựa vào bờ vai của anh, lúc nào em vui em cũng có thể là ôm vào bờ vai của anh. Anh tin chắc là mình sẽ làm được điều đó. Như từ đầu chương trình đã nói là hai anh chị sẽ có một món quà gửi tặng đến nhau, và gửi tặng chương trình là món quà tinh thần. Thì bây giờ mình nhảy hoặc là mình hát đi ha, để thay đổi không khí xíu. Xin chương trình cho mình một bản nhạc Zumba cho nó lãng mạn, nó tình cảm hơn. Zumba đó chị. Vâng. Em hơi truyền thống á, tại nếu ngày đầu gặp mà em chưa biết gì anh thì em sẽ không có nhảy thoải mái trong được. Không, có lẽ là mình cứ bình đẳng, cứ bình thường thôi. Cuộc sống này mình cứ bình thường cho cuộc sống nó vui vẻ, không quan trọng gì đâu, cần một bước hai bước thôi, nhưng mình tạo cho nhau cái niềm vui, niềm gắn kết với nhau không có sao hết. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ vậy nè, chị Hương sẽ nhảy trước đó. Ha chị ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ em chia sẻ là em học dance pop và em nhảy với bạn trai em thôi. Không có sao, bây giờ em cứ bình thường vui vẻ không có sao. Rồi bây giờ mở nhạc cho chị Hương trước. Rồi xin mời chị mình đứng lên. Rồi xin mời nhạc cho chị Hương nha. Chúc cái này chia sẻ là mình nhảy một cái điệu là tự do mà rất vui với chương trình ha, hay sự động viên của ban biên tập chương trình. Dạ. Rất là ngại khi mà lên sóng. Dạ. Cảm ơn mọi người. Có nhạc chưa nhỉ?
Chị ra trước. Rồi, tắt đi nhà đi, xuống được rồi. Thấy nhảy gì tới sáng là cũng vậy à. Bây giờ đề nghị hai anh chị nhảy một chút gì đó giống như tiếng nói đó. Anh muốn rumba đúng không? Đúng rồi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xem như là chúng ta bạn bè với nhau đi, thử một chút xem nó có một chút tình cảm gì chứ tính thì cho mình hoài à rumba. Dạ rồi, anh ngồi xuống khi nào nhạc lên bắt đầu mình đứng lên nhiều bạn nhảy mình nha. Như thế ban tổ chức ơi cho em xin một điệu nhạc rumba. Cái này mà rumba hả? Rumba. Rumba. Có chút gì đó tình cảm lãng mạn chứ. Dễ thương. Cảm ơn anh chị. Chị ơi, thấy chưa, rõ ràng ảnh là một bạc nơ nhiều rất tốt mà. Trời rất ơi tốt. Đấy, chúng tôi tạo mọi điều kiện cho các bạn nói chuyện với nhau, có thể là nắm tay nhau, có thể nhảy một cái điều lãng mạn nào đó được ta. Những cái cảm xúc để xem nó có kết nối lại với nhau hay không. Rồi, bây giờ thế này, chúng ta còn chỉ 30 giây nữa thôi. Mình hãy nói thật những cái gì mình đang suy nghĩ trong đầu của mình. Không cần hoa mỹ, suy nghĩ cái gì nói cái đó. Mỗi người một câu, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bắt đầu, Tiến nói trước đi. Anh thấy em xinh lắm, dễ thương lắm. Anh tin rằng với khả năng và cái con người của anh cũng như cha mẹ của anh thì có lẽ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh tin rằng mình sẽ sống với nhau thật sự. Trên con đường mình đi, mình hãy chân thật và mình hãy dành cho nhau một cái tình cảm cao cả. Đó là điều anh mong muốn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, còn câu trả lời sẽ dành cho nút bấm từ bạn gái. Rồi bây giờ xin mời hai anh chị mình để tay vào nút bấm. Đây chị, đây. Đây là khoảnh khắc rất là quan trọng. Trong cuộc nói chuyện chúng ta có thể nói vui, chúng ta có thể đùa với nhau. Nhưng bây giờ đã đến lúc, hãy nhắm mắt lại đi các bạn. Mình thử tưởng tượng xem, mình suy nghĩ thật kỹ xem một nửa trước mặt mình có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Bởi vì cơ hội nếu chúng ta không thích, không rung động, chúng ta nhường cơ hội để cho người khác. Bấm nút là trao duyên cho nhau, mà trao duyên rồi khó lấy lại. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bao giờ chúng tôi cũng nói với người chơi như thế. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, nào. Dạ, xin mời chị. Ai? Chị Hương không bấm. Tại sao bạn không bấm? Em nghĩ là anh sẽ gặp được người khác vừa hợp hơn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Có thể các bạn đã có duyên với nhau nhưng không có nợ với nhau. Không sao cả, sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ dành nút bấm cho cô gái. Và rất nhiều cô gái đang theo dõi truyền hình cũng có thể phù hợp với anh. Sẽ dành nút bấm đó cho Tiến. Cuộc sống là như thế. Thôi chúc cho mỗi chúng ta sẽ sớm tìm được nửa yêu thương trong đời của mình. Bởi vì không rung động không thể bấm được đâu. Bấm mình tội người ta. Rồi, món quà của hai người cứ giữ lấy. Xem như một lần mình gặp nhau trong một giấc mơ nào đó. Và trong cuộc đời mình đã một lần mình gặp một đối tượng mà chưa có nợ với nhau. Đây là món quà của nệm cao su Vinalatex dành cho các bạn. Và hai món quà đó là món quà từ Việt Nam cacao mật của đất. Tuy rằng trong tình yêu nó có những lúc đắng và cũng có nhiều lúc ngọt. Hôm nay nó có một chút gì đó đắng đắng, nhưng sau này có nhiều cái vị ngọt nó sẽ kết hợp để các bạn có một tình yêu hoàn hảo hơn. Dạ, xin gửi tặng anh chị mỗi người một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của anh Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng chống da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đông Dương sản xuất. Và tiếp theo đây nữa là một phần quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt là một nồi cơm điện. Đây, xin gửi tặng.